số lượng ca nhiễm tại Đà Nẵng liên tục tăng cao và để tăng tốc xét nghiệm thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đồng ý áp dụng phương pháp xét nghiệm nhóm. Đây là phương pháp mà theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới và đã tính toán là có thể thực hiện được nên Đà Nẵng có báo cáo với Bộ Y tế trước khi triển khai. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, cách xét nghiệm này sẽ giúp tăng năng lực xét nghiệm. Ngày 5 tháng 8, phương pháp xét nghiệm nhóm lần đầu tiên được Đà Nẵng áp dụng để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19. Đây là phương pháp nhóm để xét nghiệm, bỏ nhiều mẫu vào trong một ống xét nghiệm để cho ra kết quả gộp. Cách này sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc xét nghiệm từng mẫu, giúp tăng năng lực xét nghiệm. Cụ thể là 3-5 người trong một gia đình sẽ được lấy mẫu vào một ống để xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sẽ xét nghiệm lại từng mẫu để xác định đúng đối tượng.